Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học sang bài số 8 giáo trình Shinkansen Master. Bài số 8 có chủ đề là Nani Nani o Kijunishite. Ở đây các bạn thấy đây có chữ cơ và chữ chuẩn đúng không nhỉ? Đọc là Kijun. Vậy thì nó mang nghĩa là lấy cái đằng trước làm cơ chuẩn. Do vậy là tất cả các mẫu câu gần như là thế trong cái bài này ấy, nó đều mang nghĩa tương tự nhau, đó là dựa trên, dựa theo. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng cái mẫu một nhá. Mẫu câu đầu tiên này, Nani Nani o Moto, Moto ni Nani Nani o Moto ni shite. Ý nghĩa tiếng Việt của nó là dựa trên. Bây giờ các bạn quan sát cái phần do new này nhá. Đây, đầu tiên là chúng ta thấy này, đây là ví dụ, đây là chữ kanji, chữ đây là chữ an đúng không? Chữ an này, đây là chữ dĩ này, đây là chữ vũ này. Đấy, vậy các bạn thấy làm sao nhỉ? À, rõ ràng là hình dáng rất là giống đúng không? Ví dụ đây là chúng ta có chữ an. Chữ an đọc là gì nhỉ? Chữ an đọc âm đúng không? Onyomi là gì đấy? Cũng là an đúng không? An này. Chữ dĩ đúng nhỉ? Trong ijo ấy đọc là cũng đọc là i đúng không? Đấy. Ví dụ nhá. Chúng ta có từ anzen chẳng hạn. Lấy khác khác đi một chút. Ví dụ anzen nhá. Là an toàn nhá. Ijo đúng nhỉ? Ijo là trở lên này, hay là chữ vũ là ư chiu này. Đấy, các bạn quan sát thấy nhá. Vậy thì cách đọc ở dưới, ví dụ đây là anzen đúng không? Cho bé đi một chút. Anzen. Chữ an nó bay đâu rồi? Đây là ijo. Đây là ư chư. Như vậy nhá, là chữ an ấy đọc là a này, y này đọc là cũng đọc là y này, ư đọc là ư, và hình dáng rất là giống đúng không? À, ngày xưa thì không biết tại sao nó lại giống giống nhau như thế, hóa ra là cái chữ hiragana ấy, thậm chí cả chữ katakana nữa là được viết từ kanji mà ra. Đấy, ngày xưa người Nhật ấy là chưa có chữ viết hiragana và katakana mà tất cả đều mượn từ chữ Hán của tiếng Trung hết, tất cả đều viết bằng kanji, thế nhưng đọc cách đọc khác thôi. Nó giống như là người mình ngày xưa cũng thế đấy đúng không? Ví dụ như chúng ta có chữ gì nhỉ, chữ katakana ka chẳng hạn, chữ ka nhé, đây chữ này đi, thì các bạn biết nó lấy từ chữ gì không? Đấy, sang ka này. Do vậy cái chữ chữ này đọc là ka đúng không nhỉ? Và nó lấy cái phần ở bên tay trái này để làm cái chữ cứng này, thì gần như là tất cả các chữ đều là biến từ cái đấy ra hết, trừ không biết là cái chữ ô nó có lấy từ cái gì không, chứ còn những cái chữ khác thì đều có hết. Đó, vậy thì là người ta lấy cái nguyên liệu ban đầu là kanji để người ta làm ra một chữ mới. Thì để, trong trường hợp đấy chúng ta sẽ có thể nói như thế này: Hiragana wa kanji wo moto ni tsukurareta. Hiragana wa kanji wo moto ni tsukurareta, có nghĩa là hiragana ấy được làm dựa trên, được làm từ kanji đúng không? Đấy. À, trước đây chúng ta được học kara và de đúng nhỉ? Kara và de. Ở trong chương trình sơ cấp thì tạo ra cái gì đó từ cái này đúng không? Kara, với kara ấy thì là từ nguyên liệu. Ví dụ như là gì nhỉ? Ví dụ như là osake wa đúng không? Kome kara tsukurareta, là rượu ấy, thì được làm từ gạo chẳng hạn. Hay đấy là gì đây nhỉ? Kono pan wa komuiko de tsukurareta mono desu. Cái bánh mì này là cái thứ được làm từ bột mì. Đấy. Thế nhưng mà những đấy là những cái rất là cụ thể nhá, và nó cái công đoạn, các quá trình làm các bạn nhìn thấy dễ luôn. Thế nhưng mà đây là một cái cách nó hơi hơi trừu tượng một chút, thì người ta sẽ sử dụng cái hình biện pháp như này đúng nhỉ? Đấy. Người ta sẽ gia giảm để tạo ra một cái mới, thì người ta sẽ dùng cái ngữ pháp là nani nani o moto ni thế này. Hoặc các bạn nhìn này, đây là gì đây nhỉ? Đây là các nhân chứng ở trong một câu chuyện, trong một vụ án đang kể lại, đang miêu tả lại cái thủ phạm đúng nhỉ? Đầu tiên người này bảo là kao ga maru kata desu, mặt tròn. Mayu ke ga futokute, lông mi đúng nhỉ? Là lông mày rậm này. Me ga okikata desu, mắt to. Hige ga arimashita, là gì đây nhỉ? Có râu. Và vẽ ra thì sao nhỉ? Korewa, à, lại rất là giống mình đúng không? Không ngờ là các một cái gích
một cái ghế kỳ xạ lại miêu tả là thủ phạm là mình. Vậy thì cái câu chuyện, cái vấn ví dụ này của chúng ta đấy là một cái ghế kỳ xạ no hanashi o moto ni hani no nigaoe ga egakareta, có nghĩa là dựa trên câu chuyện của các những người làm chứng, đúng nhỉ? Một cái ghế kỳ xạ là mục kích giả, là người làm chứng, người đã được nhìn thấy cái thủ phạm nhé, thì đã vẽ một cái bức gì đây nhỉ, một cái bức tranh chân dung của tội phạm đã được vẽ nên. Vậy thì sao nhỉ, từ câu chuyện này đúng không nhỉ, nghe theo đó và mình dựa trên đấy để mình vẽ nên một cái này, thì chúng ta cũng có thể dùng cái ngữ pháp một tô ni như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào cách cấu thành danh từ cộng ô một tô ni, có thể là thêm ct hoặc là loại đi cũng được, không sao hết. Thực ra nếu mà kanji thì cái chữ này nó có thể là nó có thể viết dưới dạng kanji như thế này, nó có hai cách viết, nhưng mà ít khi người ta viết dưới dạng kanji lắm, người ta đa số người ta viết dưới dạng hiragana thôi, có thể là chữ nguyên hoặc là chữ cơ đấy, một trong hai chữ này. Thế nhưng mà người ta đa số người ta viết dưới dạng hiragana nhé. Trường hợp bổ nghĩa thì sẽ là n1 cộng omotoni shita n2, có nghĩa là cái n2 mà dựa trên cái n1. Về cách sử dụng của mẫu câu này này, tsukekata đầu tiên là mẫu câu nó diễn tả việc tạo ra một thứ gì đó, tạo ra một thứ gì đó nhé, từ những nguyên liệu cơ sở và nền tảng ban đầu. Đấy, mẫu câu nó diễn tả việc tạo ra một thứ gì đó từ những nguyên liệu cơ sở và nền tảng ban đầu. Ở trong tiếng Nhật ấy thì nguyên liệu của chúng ta là gì nhỉ, Jaryo đúng không, Jaryo. Thế nhưng mà nếu mà là Jaryo thì nó lại giống như là mấy cái nguyên liệu gọi là cụ thể ấy. Ví dụ như là gỗ rồi thì bột mì rồi thịt đúng không nhỉ. Vậy thì những cái nguyên liệu gọi là mang tính chất nó trừu tượng hơn một chút, người ta dùng cái từ sô dai, chữ tố, chữ tài đúng nhỉ. Cơ sở là gì đây, kiso đúng không, cơ với chữ sở nhá, kiso. Và nền tảng là gì nhỉ, đô đai đúng không. Đấy, người ta dựa trên những cái này để người ta tạo ra một thứ gì đó, và nó sẽ không dùng cho các nguyên liệu cụ thể, không dùng cho các nguyên liệu thực tế cụ thể. Ví dụ như là computer đúng nhỉ, rồi thì key, rồi thì ni cự, máy tính này, rồi thì gỗ, rồi thì thịt. Những cái nguyên liệu thực tế cụ thể này là người ta không có dùng đó, mà người ta sẽ dùng các nguyên liệu mang tính chất là gì đây nhỉ, mang tính chất hơi trừu tượng một chút để người ta tạo ra một cái mới thì dùng nhá. Tiếp theo, vế sau phần nhiều đi với các động từ diễn tả việc tạo ra thứ gì đó mới. Chính vì cái nét nghĩa là mẫu câu diễn tả việc tạo ra thứ gì đó đúng không, cho nên là ấy, đuôi nó sẽ thường là các động từ diễn tả là tạo ra thứ gì đó mới. Ví dụ như là tsukuru, design suru, thiết kế này đúng nhỉ, tạo ra này, kangedas là gì nhỉ, nghĩ ra này, rồi dekiru. Đấy, đấy là cái cách sử dụng của mẫu câu này nhé. Phần ví dụ các bạn quan sát này. Ichi, この小説は作者自身の個人的な体験をもとに書いたものだそうだ。Đây chúng ta có, đây là ngữ pháp mô tô nhĩ. Đúng nhỉ? Vậy thì cái đằng trước là gì đây? Cái đằng trước là toàn bộ cái cụm này đúng không? Dựa trên cái này. Ở đây các bạn có Sakusha là tác giả, Jishin là tự thân, nghĩa là chính tác giả đấy, tự thân tác giả. Kojinteki là mang tính cá nhân, Taiken là trải nghiệm. Đúng nhỉ? Động từ ở đây của chúng ta có là động từ kaita, là động từ viết, đúng nhỉ? Viết cũng là một động từ mang tính chất là tạo ra cái mới đấy. Vậy thì chúng ta thấy câu này có nghĩa là gì nhỉ? À đây là có cái ngữ pháp soda, đây là nghe nói nhá. Câu này có nghĩa là cái quyển tiểu thuyết này ấy, nghe nói là cái thứ mono đúng không? Là cái thứ mà viết dựa trên, đúng không nhỉ? Chúng ta cứ dịch từ cuối dịch lên. Quyển tiểu thuyết này nghe nói là cái thứ mà viết dựa trên những cái trải nghiệm mang tính cá nhân của chính tác giả. Đấy, đấy là câu đầu tiên. Thì dựa trên những cái trải nghiệm này, tác giả sẽ lấy đó làm tư liệu để viết ra thì sẽ dùng nhá. Câu số 2. Ni bằng このシャツのマークは面白いでしょう。花という漢字を元にして作ったんだそうです。Là gì nhỉ? À, ở đây chúng ta có chữ mark. Mark đây là nó mang rất là nhiều nghĩa, có thể là dấu hiệu, biểu tượng, ký hiệu vân vân ấy. Thì ở đây chỉ là cái biểu tượng đúng nhỉ? Cái biểu tượng, cái dấu hiệu, cái ký hiệu, cái họa tiết ở trên cái áo sơ mi này ấy, trông thú vị nhờ đúng nhỉ? À và làm sao đây? Chúng ta có ngữ pháp là motoniste. Các bạn dùng motoni cũng được.
Cái nguyên liệu là gì nhờ? Đây, cái nguyên liệu ban đầu là cái này. Đấy. Động từ đây đúng không? Dựa trên nguyên liệu là cái chữ kanji là chữ hana này ấy, đúng nhỉ? Người ta sao? Người ta làm ra cái ký hiệu đó nhá. Thì câu này có nghĩa là cái ký hiệu đúng nhỉ? Cái biểu tượng ở trên cái áo sơ mi này trông thú vị nhỉ? Nghe nói là người ta gì đây nhỉ? Người ta làm dựa trên cái gì? Dựa trên những cái chữ kanji là chữ hana, chữ hoa đúng không? Đấy, ví dụ như là chữ chữ hoa nó như thế này ấy, người ta biến tấu đi một chút để tạo ra một cái dạng ký hiệu mới chẳng hạn. Đấy thì có thể là mang cái tính chất là dựa trên cái nền tảng ban đầu như vậy để biến ra một cái thứ khác nhé. Câu số 2 này. Câu số 3 này, sao vàng. Ano hikoki jiko moto ni shita eiga wa kore dake janai. Hoka ni mo aru. Ở đây các bạn thấy là dùng dạng là moto ni shita. Vậy thì nó sẽ là nối hai danh từ với nhau. Đây các bạn thấy đằng trước đây là danh từ N1 và đằng sau là danh từ là N2 là Enga. Vậy thì câu này có nghĩa là gì nhỉ? Những cái bộ phim mà dựa trên, đúng nhỉ? Những cái bộ phim mà dựa trên tai nạn máy bay ấy. Đấy. Bộ phim mà dựa trên tai nạn máy bay đấy ấy, thì Kore dake janai này thì không chỉ có mỗi cái Kore có mỗi cái này mà Hoka ni mo aru còn có những cái khác nữa. Thì cái tư liệu, cái nền tảng ban đầu là cái tai nạn máy bay và từ đấy người ta dùng để người ta làm ra những cái bộ phim nhá. Thì người ta sẽ sử dụng ngữ pháp motoniste này. Trong trường hợp này là bổ nghĩa sẽ dùng motonista. Đây là mẫu câu đầu tiên. Mẫu câu số 2 nghĩa cũng tương tự như cái thằng trên, đúng nhỉ? À, và trong cái bài này có mấy mẫu câu nó gần như là giống hệt nhau. Chúng ta gọi là chúng ta học để bồi dưỡng kiến thức thôi chứ còn các bạn không cần phải phân biệt gọi là quá rạch ròi và rõ ràng, mặc dù vẫn có cái phần phân biệt đấy ở trong một cái bảng. Thế nhưng mà các bạn không cần phải quan trọng quá nhé, bởi vì là đi thi sẽ không có những cái này.